Cái này đá chua, cái này thấy ngọt đấy mà. Vâng. Cay không nhỉ? Mấy con này nè. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời cô đây. Cân mút. Thank you.
thái ra lại làm món như đi. Thank you.
trai. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngoài sớm đi. Mỗi cây mỗi chỗ mấy cây nếu được 20 cây thế đó. Ừ. Và cũng đẹp tí tí một đẹp xoài to thế coi nhỉ. Cái này mà kiếm được cái hồ của nó lại thấy lên đoạn trồng đấy, đoạn trồng lấy giống rồi đấy hả? Ừ. Ngon này. Một quả này có gần cân. Hơn đi mà. Thế gì? Cân 2, cân 3. Ui giời. Nuôi chuột thế mà cuối cùng chuột vẫn cắn dây điện của máy. Giờ không nuôi nào. Ăn cháo. Ăn cháo ăn đi. Ngon lắm. Thử lắm không? Mặt mơ ông nhỉ? Ừ. Ừ, giống thì ngon lắm. Ăn ngon. Ừ. Ừ, nồng ấy giống. Ngon. Ăn chua ăn xoài mình. Ngày mà mình ngồi ăn cả quả. Không chua tí nào. Lại đi ông. Tiếng nhà nông nhưng mà sắm tương đối đầy đủ máy móc. Thế sắm mình làm mình đỡ phải thuê mình mượn sướng. Đây có cái là các bà cứ thích chi. Này bà cái ồn mình chán chết. Không hết được, này nữa. Thế nữa? Chiều đang hết đi dẫn ngày. Thế không sới hả bà? Có chứ. Bởi kỹ thuật đầy người đâu. Bà thông gia ở cái bà mẹ chồng của Khoa mỗi năm bà chỉ có độ hơn sao hay hơn sao mà mỗi năm một bà bỏ ra là mấy chục triệu. Vâng. Đấy 80 triệu.
đâu nhỉ? Một cái đứa nó ở được 5 hôm mẹ phun. Mai năm ngoài hôm thời gian này nó khô quá nên là không phun được, nó trễ một tí. Mưa bây giờ này là mình cho ăn đã, lúc nó tốt lên lên tốt tốt này cỏ phải bằng cái cây bây giờ. Nấu cơm như mời khách chuẩn đến ngay, xong chín hết rồi. Khách đến là vừa. Bái về đi. Ừ, thì cháu về đi. Đông về. Ừ, về nhé. Mà không về. Nhưng mà lúc nào vậy? Thank you.
gọi đi. Yeah.
Nào, ra.
Nó không cắn nhau nào. Nhau. Thank you.
Ừ thế. Cái quả này thế này, các bà toàn ăn quả hồ lô này này. Yeah. Đây này. Quả đấy nó ngọt này. Ờ, quả này là ăn một cái nửa dưới này ngọt lắm. Nó đặc sản luôn. Chú. Chú có ấy hột không? Có. Đặt lấy đi, đưa chú ra. Không, mình cứ đưa ra. Chú cầm nhé. Dưa ngon chú nhỉ. Đến đến mùa ớt ấy, công nhân đó. Nó ăn ớt sống, nó cứ giải lao là người ta ăn ớt sống ngọt lắm. Nhưng mà ớt ngọt hả chú? Có ớt ngọt đấy. Ớt ngọt, ớt chua mà. Quả này nè. Ớt đấy ngon mà. Ừ, ớt đấy mà công nhân nó cứ giải lao là nó ăn. Sáng mai công nhân ấy làm. Tắm rồi chú. 7-8 giờ.
là 4 năm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tắm rửa cho nó cho chén luôn. Bà Huy đây mà. Chè à nhỉ. Đây con làm chỗ này. Đấy. Con làm đây à? Ừ. Đấy hai bạn cháu xới đấy. Con nữa. Máy kia có một cào ốm, nằm ngoài 4 năm nhân công cả. Mọi người trên kia cứ bảo mày cứ tham đi làm vẫn còn về dưới này làm không? Dạ thế, cháu trở về làm, giờ con bé không phải làm. Thank you.
Thank you.
đã được các bà ăn rồi. Chua đi chú ơi. Dạ. Chua cho bác. Mua gì? Có, tối nay mang chăn cho chú. Cống hết, cho nước vào sáng ra cống hết. Ôi giời ơi, cho đồng bé thế này. Đây cũng có bán thử luôn. Bà ơi, ngon bà ơi, cháu được ăn rồi. Chú vừa đi bắt ra đấy. Sáng nay
Thank you.
nhau xuống. Nhau. Cắn đi. Thank you.
Hội luôn, ăn không được nhà mày hả? Vàng bảo thì tao cũng không được con đi. Ba tôi đi. Mà không có nhà thôi. Chứ không có nặng quá quá. Nghĩa là bác đưa cho bà. Bác đưa thấy trong thì nên còn đưa vào. Bác đưa tiền trả lại. Đây tiền trả lại. Thank you.
Thank you.
Xuống tí cho anh.
như của dân cô. Tóm lại là bà có lấy thì có nhà cái bà đấy. Bắt sơn về đây đâu còn bà chưa ăn bóc ra mà ăn rồi đó. Đây mày bà này bóc ra ăn như là ăn con ăn mà.
cái nhìn nó còn đâu anh không? Không, bạn đang thế, còn bé không có được của tôi mới thật chị đấy. Anh chồng ơi, bán tiền ra đây giả anh chồng ơi. Thank you.